Good evening, everybody there. Good evening, all my parents, students. I'm Trúc. I'm 38 years old. I've been teaching for 15 years already. I work at an academic manager and owner of the language centers. After many years work with Cambridge program, Cambridge English, I found out have some tips might help you to save your money and your time when you have your child can earn the Cambridge certificate, a starter, mover, flyers, get and bet. So let's talk about Cambridge English. What is Cambridge English? Young learner give a reliable and consistent message how well your child doing in learning English. And that encourage your child to work towards three certificate. I just listed starter, mover, and flyer. Tests are designed to make learning fun, and children are motivated by working towards certificates and earning the skills that record their process. So who is Cambridge English Young Learner for? Cambridge English Young Learner is designed to offer a comprehensive approach to testing the English of learner in primary and lower secondary education. And what level are the tests? The Cambridge English Young Learner tests are aligned with the CEFR at pre-A1, A1, and A2 level. The flyer test is roughly equivalent to Cambridge English Kit for School in terms of difficulty, but the word and context cover are suitable for young children. Now, what is CEFR? CEFR is Common European Framework of Reference. They divide into three levels: basic user, independent user, and proficient user from A1 to C2, and basic user from A1 to A2, and starter that called pre-A1, and movers A1 and flyer A2. Today we talk about starter, movers, and flyer certificate, and who should attend. I mean, who should take the test, and how. And later I will make more video talk about what is the design of the test. We'll tell more detail about the test, what is considered and how. But today let's just talk about the tip. So how to save your money and your time for your child when they study
to earn Cambridge certificate. Cambridge certificate is useful for what case? Hello there, good evening, welcome back to my channel. I'm Tru, I'm 38 years old with 15 years teaching experiences with Cambridge English program. Today I want to make a video to share with you the tip that you can save your money and your time when you have your child can earn a certificate, Cambridge certificate. If you speak English, you can understand English well. You can search the handbook for teacher of Cambridge English, young learner for starter, movers and flyers. And there they have very detailed information. The information there very easy to understand. And if you just follow that, you can help your child get just earn the shield they wish very easy. So just take a status, Cambridge status for example. A starter level test F. The aim, yes, I would say, I would tell you, like, would like to tell you the aim of the test. What are the aim of the test? The aim of the test are sample relevant and meaningful language use, measure accurately and fairly. Yes, fairly, that's the thing I like. No matter what your child study at home, just with you, or with the teacher, or at like a big language center, they still can earn, can achieve the same result. And the another aim for like present a positive first impression of international test. I like this. The another reason I like this program because that like an international test and promote effective learning and teaching. Yes, I love that my children can achieve, my student can achieve the good result. The good result, let I check that. I forgot how to pronounce that word. Là học trò của mình có thể nhận được cái kết quả một cách sao? Rất là ấn tượng. Nếu mà bạn đó chỉ có học ở nhà hoặc là học với ba mẹ, ở nhà học với ba mẹ hoặc là có thể học riêng với cô ở trường hoặc là những cái cô có những cái chương trình Cambridge ở tại nhà chẳng hạn, mấy bạn vẫn hoàn toàn có thể đạt được một cái kết quả tương tự như các bạn học ở những cái trung tâm lớn. And encourage future learning and teaching. Nếu mà mình cái chỗ nào mình phát âm chưa đúng thì mình sẽ check lại, có khi mình quên đó. And the three tests together form a bridge to take children learning English at a second language from beginner to basic user level. Thì cái bài starter nãy mình nói là mình pick up, mình lấy cái một cái trường hợp của starter để mình nói. Thì cái starter, cái bài thi của Cambridge của nó sẽ có gì?
listening, reading, writing và speaking. Ha. Tổng thời gian total của nó là total approximately like 45 minutes. The listening test, cái bài nghe thì nó sẽ take 20 minutes. Ha, the number of tasks and parts, cái gồm có 4 phần và mỗi cái tổng số câu của nó là 20 câu. Cái phần reading và phần writing là nó 20 phút 20 minutes. Cái part, nó có bao nhiêu part? 5 part, 5 part, 5 phần là nó có 25 câu hỏi. Cái phần speaking là chỉ cần từ 3 đến 5 phút thôi. Ha, rồi nó cũng có cái phần speaking có 4 phần. Đó. Tương tự cái phần mover và cái phần flyers nó cũng vậy, nhưng cái độ dài của nó sẽ và cái số câu của nó sẽ nhiều hơn. Thì hôm sau mình sẽ nói kỹ hơn cái một cái đề chi tiết nó như thế nào ha. Rồi nhưng mà ba mẹ hoàn toàn có thể tự ôn cho bé ở nhà, không có cần phải quá lo lắng, bé vẫn có thể đạt được cái số khiên mơ ước như ba mẹ hoặc là bé kỳ vọng. I hope that I can help you with like my video series next time. I will make like a series of video about Cambridge English from like a starter level to BET or FCE, and you can have like an overview and và ba mẹ có thể nhìn thấy một cái tổng quan của cái chương trình nó như thế nào, thì ba mẹ có thể tiết kiệm được thời gian. Thay vì học một năm rưỡi cho một cái cấp độ, thì nếu mà bé nhà ba mẹ đã giỏi rồi thì cái thời gian đó mình không cần nhiều như vậy, mình có thể rút xuống chỉ cần 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng là bé có thể hoàn thành cái cấp độ đó để đi lên cái cấp độ cao hơn. Cảm ơn ba mẹ. Thank you for watching. I would like to wish you health, good health this day. Thank you. Thank you.